Tôi vô cùng ấn tượng bởi cái sự hiệu quả của Israel. Không màu mè, phô trương, nhà cửa không mấy khi trang hoàng, lộng lẫy. Ra ngoài đường cũng ít ô tô đẹp. Thế tuy nhiên người dân ai cũng rủng rỉnh tiền và rất sung túc. Những vị quan chức, những vị bộ trưởng giản dị với quần jean, áo phông nhưng có phong cách xử lý công việc vô cùng nhanh gọn và hiệu quả. Cả xã hội họ chạy với một guồng máy như thế. Và đó chính là điều khiến cho Israel vượt qua những gồ ghề bom đạn của Trung Đông, vươn mình ra thế giới phẳng và làm được rất nhiều thành tựu đóng góp cho thế giới. Từ máy tái chế phân bò đến hệ thống phòng thủ tên lửa mạnh nhất thế giới. Từ con chip máy tính nhanh nhất cho đến máy móc biến nước biển thành nước ngọt. Hôm trước là người lính thiện chiến, hôm sau đã có thể là nhà khoa học. Từ những ngôi nhà cũ kỹ đến những ý tưởng thay đổi thế giới. Hơn 100 công ty khởi nghiệp có giá trị hơn 100 triệu đô la Mỹ. Hàng chục công ty khởi nghiệp vốn hóa vượt 1 tỷ đô la. Cứ một doanh nghiệp thất bại lại có 2 doanh nghiệp mới ra đời. Từ lúc xuất hiện ý tưởng đến lúc bán doanh nghiệp chỉ có 3,9 năm, nhanh nhất thế giới. Thiên đường Do Thái đã được Israel xây nên trên mọi điều kiện khắc nghiệt nhất. Tôi thì đã từng đến Israel cho nên là cũng không mấy bất ngờ. Nhưng mà tôi cảm giác như là họ chính xác như là một cái máy ấy. Chả có chỗ nào cho cảm xúc xen vào cả. Đúng là nhiều người có chung cảm xúc giống như chị đấy ạ. Thế tuy nhiên tôi kể cho chị một việc. Người Israel người ta thích dùng một từ để miêu tả chính mình. Đó là chutzpah. Chutzpah có nghĩa là cực kỳ thẳng thắn. Thẳng thắn đến mức mà nhiều khi làm cho người đối diện phải cảm thấy bị sốc. Người có nhiều cảm xúc như chị chắc là không thích cái tính cách này đâu. Thế tuy nhiên đấy lại chính là một điểm mạnh của người Israel. Người Israel không ngại va chạm, sẵn sàng tranh luận và quyết liệt bảo vệ ý kiến của mình, bất chấp cái việc đó có thể làm cho người khác bị mất lòng. Và cái hay là cả xã hội Israel khuyến khích người ta làm việc đó. Trước đây tôi có nghe câu chuyện về cố thủ tướng Golda Meir của Israel. Trong một lần gặp Tổng thống Mỹ thì có nói: ông là Tổng thống của một đất nước hơn 200 triệu dân, còn tôi là Thủ tướng của một quốc gia có 6 triệu thủ tướng. Tới Israel trở về, tôi cảm nhận rõ hơn về điều này. Và điều tôi quan tâm nhiều hơn đó là làm sao để có thể giáo dục và xây dựng nên những con người hiệu quả và thành công như thế. Ngay giữa một vùng Trung Đông đầy bất ổn và chiến sự, thế nhưng Israel vẫn là một địa chỉ tin cậy để đặt những trung tâm nghiên cứu phát triển của các hãng công nghệ hàng đầu thế giới như Google, Microsoft, Intel. Một lý do quan trọng là Israel sở hữu thứ tài sản mà bất cứ hãng công nghệ lớn nào cũng khát khao: những bộ óc tài năng. Nơi ươm mầm cho những tài năng Israel có thể bắt đầu từ một căn hầm bỏ hoang của một nhà máy cũ. Thật bất ngờ là những học sinh mới hơn 12 tuổi này lại đang là đối tác sản xuất của NASA, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ. Còn cậu bé 14 tuổi này chỉ cần một chiếc máy tính là đã có thể thay thế được cả một đài phát thanh quốc tế. Phần mềm của em giúp phát đi tiếng nói tới hàng triệu máy điện thoại trên toàn thế giới một cách cực kỳ nhanh chóng và đơn giản. Em mới 12 tuổi, nhưng em tin mình có thể tạo ra những công ty hàng đầu thế giới. Chúng em được khuyến khích tạo động lực để có thể thay đổi thế giới. Nếu học sinh của tôi nói, em muốn hái mặt trăng, tôi cũng sẵn sàng ủng hộ. Ok, đưa tôi xem ý tưởng của em và chúng ta cùng lên kế hoạch. Các tài năng bước ra từ trường trung học sẽ tiếp tục được cất cánh trong môi trường đại học. Israel có những học viện công nghệ hàng đầu thế giới, nơi làm việc của nhiều nhà khoa học đạt giải Nobel. Những người có thể sẵn sàng dành thời gian từ sáng đến khuya để hỗ trợ sinh viên. Nếu cùng là một cái thí nghiệm ở Việt Nam mình làm chắc cỡ một tháng thì ở đây chỉ cần 10 phút thì em đã có kết quả rồi. Còn đây là Naftali Bennett, một hình mẫu cho thế hệ trẻ Israel. Ông đã từng là người lính, trở thành sĩ quan chỉ huy chiến đấu, sau đó xây dựng và bán thành công hai doanh nghiệp trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ. Sau khi rất giàu có, ông trở về phục vụ nhà nước và hiện đang làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Và quan điểm giáo dục của Bộ trưởng đặc biệt này cũng rất khác thường. Hãy nghĩ tới những cách thức chưa từng tồn tại. Muốn vào nhà, chúng ta có thể vào từ cửa chính, vào từ cửa sổ, và nếu cả hai cửa đều đóng, thì có thể đục mái nhà để chui xuống. Và dù sáng tạo rất quan trọng, nhưng điều còn quan trọng hơn chính là tinh thần doanh nhân. Làm sao phá vỡ mọi giới hạn để tìm ra giải pháp và đưa những sáng tạo đó vào thị trường nhanh nhất. 85% chi phí cho nghiên cứu là từ chính phủ. Chúng tôi xem xét mọi ý tưởng khả thi và hỗ trợ về mọi mặt để nó có tiềm năng phát triển và kiếm ra thật nhiều tiền. Những tài trợ của chính phủ đứng sau hàng loạt các thành công lớn của các dự án nghiên cứu khoa học hoặc các doanh nghiệp Israel.
Điều này được kiên trì thực hiện suốt từ mấy chục năm nay.